Ruby 3.2. Thì cái đầu tiên em xin đọc các bản tiếng Anh trước. Use the data in the screen prompt to answer the question. There is zip code level data on price of various items at fast food restaurants, along with characteristics of the zip code population in New Jersey and Pennsylvania. The idea is to see whether fast food restaurants charge higher price in the areas with a larger concentration of blacks. Find the average values to of BRB, BLCK and income in the sample along with their standard deviations. What are the units of measurement of BRB, BLCK and income? Consider a model to explain the price of soda, pizza in terms of the proportion of the population that's a black and median income. Estimate this model by OLS and report the results in the equation from including the same results. In equation from including the sample size and R square. Do not use scientific notations when reporting the estimate. Interpret the coefficients on BRB, BLCK. Do you think it's economically large? Compare the estimate from part 2 with the simple regression estimate from BSODA on BRB, BLCK. Is the distribution... Đây em đọc cho dễ là cứ proportion black nhanh. Discrimination effect larger or smaller when you control for income. A model with a constant price elasticity with respect to income and income may be more appropriate. Report estimate of the model. If proportion black increase by 0.2 20% point. What is the estimated percentage change in BSODA? Percentage in BSODA. The answer is 2.6. Refill in the SS. Now under variable proportion property. Đúng rồi, chính xác. Proportion poverty. Proportion poverty to the regression impact for what happened to beta proportion black hat. Find the correlation between block income and promotion property is roughly what you expected. Evaluate the following statement because block income and promotion property are so highly correlated. There are no business being in the same relation. Rồi. Bạn Tâm làm lại lần nữa cho thầy nghe này. Thầy muốn nghe này, cái bản tiếng Anh này. Use the data in this row to answer this question. These are zip code level data on prices for various items at fast food restaurants, along with characteristics of the zip code population in code, huh? Code. Code. Population
in New Jersey and Pennsylvania. The idea is to see whether fast food restaurants charge higher prices in areas with a larger concentration of blacks. Find the average values of proportion blacks and income in the sample, along with their standard deviations. What are the units of measurement of proportion black and income? Consider a model to explain the price of soda, be soda in terms of the proportion of the population that is black and median income. Estimate this model by OLS and report the result in equation form, including the sample size and elsewhere. Interpret the coefficient. Interpret coefficient. Proportion black. Do you think it is economically large? Compare the estimate from part 2 with the simple regression estimate from P soda on BRBBLCK. Is the discrimination effect larger or smaller when you control for income? A model with a constant price elasticity with respect to income may be more appropriate. Report estimates of the model. If PRB BLCK increased by 0.2, what is the estimated percentage change in P soda? Now add the variable PRB POV to the regression in part 4. What happens to PRB BLCK? Find a correlation between log income and PRB POV. Is it roughly what you expected? Evaluate the following statement. Because log income and PRB POV are so highly correlated, they have no business being in the same direction. Good. Then we đọc bản tiếng Việt thì nghe xem nhỉ? Dạ thưa thầy, bản tiếng Việt là sử dụng dữ liệu discrete. Anh em quay lại trên thì coi thử xem. Từ từ rồi để thầy đối chiếu bản dịch trong sách nhỉ? Dạ thưa thầy là sử dụng dữ liệu discrete để trả lời bài tập này. Đây là dữ liệu dạng mã hóa về giá của món ăn khác nhau tại các cửa hàng thức ăn nhanh ở New Zealand and BTC Albania. Dịch có vấn đề đấy. Dịch không ổn, dịch cái không tốt. Đọc lại câu vừa đấy em vừa nói nhé. Dạ là dữ liệu dạng mã hóa về giá của món ăn khác nhau tại các cửa hàng thức ăn nhanh ở New Jersey and Benicia. Sai nghĩa hoàn toàn. Dịch thế sai nghĩa hoàn toàn. Đâu phải thế. Cái này là zip code. Một dữ liệu eo lẹp. Các bạn thử dò thử xem là cái phường này là zip code là bao nhiêu, thử đi xem kiểm tra. Cái phường 17 này, quận 4 này. Phường 13. Ờ. Theo khu vực phường của thầy Bình Chiểu, nghĩa là nó là bao nhiêu thì quên mất tiêu rồi. Xem cái phường này xem là cái mã biểu chính là bao nhiêu. Rồi quận 4 xem là bao nhiêu. 72810 đúng không? Ừ, đã thực phường 1 nó có mà có một cái mã zip code rõ ràng các bạn. 728 đúng rồi. Đó,
Đặc biệt điều chỉnh cái thông tin này quan trọng lắm này. Dữ liệu theo cái zip code có nghĩa là sao các bạn? Theo từng khu vực địa lý. Từng khu vực địa lý mới đúng, dịch thêm đúng. Có nghĩa là sao? À, giá này sẽ thu thập theo từng khu vực địa lý, từng phường một nhé, từng cụm dân cư một nhé. Nó khác nghĩa hoàn toàn, nhưng không, không chuẩn mất, mình hiểu sai cái luôn về bản chất của kênh này. À. Thế thì hai cái bang này thì chắc là còn nó rất nhiều khu vực địa lý này đúng không? Dạ. À. Đọc tiếp xem, để nghe xem tiếp cái bản dịch này. Dạ, cùng với đặc điểm dân số của hai khu vực này, ý tưởng là để xét xem liệu các nhà hàng thức ăn nhanh có bán cái giá cao hơn ở những khu vực có nhiều người da màu hay không. À, ví dụ như bạn làm, các bạn thì ai ông có dùng từ làm thay thế của mình à, thay từ concentration từ khác được. Tại ngày xưa này thì ai ông viết quay tên phải viết được chục cách, tập người mấy cách ấy. Có từ nào khác không? À. Tại vì thầy nhìn một câu khá là thầy đã nghĩ là chủ cách khác nhau mà biết cái câu đó rồi. Thế là nó ngưỡng ngưỡng ngẻ. Thế nào? Các bạn thử nhìn cái từ đấy có từ gì thay được không? À. Có thể dùng từ density được đấy. High density. Tức là mật độ cao. Yeah. Còn dense là dạng tính tử. Còn density là danh tử. High density. Còn cái mật độ cao như người da màu, da đen. Cái này không phải da màu đâu, da màu của người da vàng. Nhưng mà cái này mình nói luôn là cái người gốc phi. Đó. Tiếp tục. Đầu tiên là câu 1 là tìm giá trị trung bình của tỷ lệ người da, tỷ lệ người da đen và trung thu nhập trong mẫu cùng với đội lực. Bây giờ thế giới là một cái thế giới nó bình đẳng nên là mình dùng từ da đen có vẻ miễn thị, nó gọi là political correct, tức là nó phải có sự tình ngoại giao và bình đẳng. Cái này mình dùng là gốc phi đi thì nó nghe nó dịu tai hơn. Các bạn gặp người Hoa thì nói là người Hoa, chứ đừng nói là người Tàu nhé. Ví dụ thế. Như thế. Thế này, định là người gốc phi đi. Và nếu đơn vị tính chỉ này cái điểm chiếu. Bây giờ gốc phi người ta làm việc các tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc, rồi Tổng thống Mỹ đầy đấy có gì nữa. Dạ. Đâu phải chỉ ấy được. Rồi nêu đơn vị tính của tỷ lệ người gốc phi và thu nhập là gì? Xét mô hình giải thích giá soda, vin soda theo tỷ lệ người gốc phi và thu nhập trung bình. Ước lượng mô hình bằng OLS và trình bày kết quả dạng phương trình bao gồm gỡ mẫu và error bình, không sử dụng ký hiệu khoa học khi trình bày các ước lượng. Giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy biến tỷ lệ người gốc phi. Xét về khía cạnh kinh tế, các bạn có nghĩ rằng nó khá lớn không? Câu 3, so sánh ước lượng ở câu 2 với kết quả hồi quy đơn vin soda theo tỷ lệ người gốc phi, tác động của phân biệt đối xử là lớn hơn hay nhỏ hơn khi bạn kiểm soát biến thu nhập? Một mô hình với hệ số giá co giãn không đổi theo thu nhập có thể thích hợp hơn. Trình bày kết quả ước lượng theo mô hình sau. Nếu tỷ lệ người gốc phi tăng 0,2 tức 20% điểm, phần trăm thay đổi ước lượng được của vin soda là bao nhiêu? Gợi ý câu trả lời là 2,xx, bạn điền vào xx. Thêm biến tỷ lệ nghèo đói vào hàm hồi quy ở câu 4, chuyện gì xảy ra với thêm biến tỷ lệ nghèo đói vào hàm hồi quy ở câu 4, chuyện gì xảy ra với beta của tỷ lệ người gốc phi mũ? Tìm hệ số tương quan giữa log thu nhập và tỷ lệ nghèo đói có giống như bạn đang kỳ vọng hay không. Hãy đánh giá phát biểu rằng vì log income và tỷ lệ nghèo đói
có tương quan cao nên chúng không thể có mặt trong cùng một mô hình hợp quy. Và quay lại cái đầu. Và bây giờ thật sự thì thầy nói các bạn là cái nghiên cứu này là nghiên cứu thật nhé, được công bố trên tạp chí Danh Tiếng. Họ bỏ rất là công sức để có được một bộ data này. Đây là gọi là database hay là evidence base để cho điều chỉnh cái chính sách liên quan đến phân biệt đối xử. Tại vì chính sách lúc nào cũng phải rồi, như thầy gọi là data driven. Chính sách phải dựa trên dữ liệu có bằng chứng. Thế thì cái này là đã được công bố quốc tế rồi, và bây giờ cái bộ data này cũng là bộ thật. Bây giờ chúng ta phân tích lại cái tác giả Danh Tiếng, người ta thực hiện nghiên cứu này thôi. Thì ở đây mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra một cái bằng chứng về vấn đề phân biệt đối xử đối với người gốc Phi. Và bây giờ đối xử trên nhiều khía cạnh, nhưng mà có một cái mà người ta nghĩ đến là có thể thu thập được, đó là cái dạng phân biệt dạng. Phân biệt dạng hay là dạng cái gì? Dạng cái gì có thể dễ thu thập được nhất trên toàn thế giới này theo em? Thầy hỏi em tiền. Dạ. Cái gì mà dễ thu thập được nhất bây giờ? Tiền lương. Nếu mà thu thập về giá thì theo em là thu thập cái loại giá gì mà có cũng như cái tham chiếu toàn cầu? Cái gì nó liên quan trực tiếp đến cái dân sinh tiêu dùng thông thường trên toàn cầu rồi? Cái những cái gì mà tiêu dùng phổ biến trên toàn cầu? Xăng thì không được, không được, nhưng mà thức ăn nhanh thì cũng nhiều. Còn cái gì nữa? Thức ăn nhanh cụ thể là cái gì? Dạ, mấy cái món như ở bài này là mấy cái món fast food đồ. Chính xác. McDonald's đấy. Và người ta dùng cái giá của McDonald's làm nhân bản tham chiếu về mặt bằng giá trên toàn thế giới. Tại vì cùng với chiếc hamburger như nhau nên tại sao Việt Nam giá này và quốc gia kia giá kia cho biết mặt bằng giá trên toàn thế giới. Tại McDonald's nó phổ biến trên thế giới đến như thế cơ mà. Việt Nam thì mới có gần khoảng độ đến chục năm nay thôi. Đúng không? Nhưng mà cùng là đồng nguyên với bánh cấu phần như nhau như thế, y hệt như thế, nhưng mà ở quốc gia khác nhau thì giá như nhau thì cho biết mặt bằng giá cả của các quốc gia. Thì đây cũng thế thôi. Một nó lấy một cái chuẩn là làm những bánh bích gì đấy. Đúng không? Thì làm chuẩn để xem là có cái việc phân biệt giá không tại các khu vực. Các khu vực mà con đã có gọi là high density của cái người gốc Phi này thì giá nó khác biệt với khu vực mà ít người gốc Phi không. Thì cái này là một cái cách để họ xem là có cái việc phân biệt giá, phân biệt đối xử đối với người gốc Phi không. Hình dung không? Thì người ta nghĩ là cái dữ liệu này thu thập được nên là nó thành một cái đề án khả thi nên người ta thu thập, chứ còn phân biệt giá trên các cái khía cạnh khác thì khó thu thập nên là họ tạm thời bỏ qua nha. Nhưng cái dữ liệu về giá đối với cái cửa hàng cái đồ fast food này thì thu thập được và dễ thu thập, là ý tưởng họ tiến hành nghiên cứu khai thác một bộ data này. Các bạn hình dung không? Đó. Và bây giờ là cùng là nó lấy một cái chuẩn các cái hệ thống cửa hàng trên hai cái bang này như nhau đấy, nhưng mà xem là từng các khu vực địa lý khác nhau, mà khu vực toàn người tỷ lệ rất cao người châu Phi, xem là người gốc Phi thì xem là có phân biệt giá khác không. Đây là một cái đo lường về gọi là discrimination này. Còn cái discrimination trên nhiều khía cạnh lắm, rất nhiều khía cạnh khác chứ không phải chỉ mỗi cái chuyện chạm cái mức giá cao của cái thức ăn nhanh này đâu. Nhiều khi là môi trường làm việc nó trả lương khác, cơ hội thăng tiến khác, các chuyện đó là khó đo lường nên là bàn xong nữa. Nhưng bây giờ cái ý tưởng đây là phân biệt đối xử và trong hôm qua một chi tiêu cụ thể thôi là giá thức ăn nhanh đâu. Các bạn bắt kịp không? Đó, để bắt kịp được cái ý tưởng của cái nghiên cứu này, cái đã thì bắt đầu mới làm gì nào? Rồi. Rồi cho thầy mở cái phần data xem nào.
cho 200 lên. Chờ con tàu nữa không? Dạ hết rồi. Vậy em bật luôn cả cái file description này bên cạnh này. Cái đấy là bốn đảng viên, cái quan trọng này. Rồi này, dùng hai ngón vuốt vuốt dập nha. Đúng không? Rồi chỉnh chỉnh cho đây. Để to nữa được không? Rồi rồi, chỉnh chắc như vậy rồi. Rồi để thích bản biên xem. Dạ thưa thầy, thì ở bài này mình sẽ tập trung vào những biến, như là đầu tiên là ở số 1 là biến bi soda, thì đây là nói về dạ từ từ giá của cái giá trung bình của cái soda đó. Nhưng mà bây giờ này các bạn về vào thức ăn nhanh thì soda nó cũng nhiều cỡ nhỉ. Được. Nhiều khi là nó hỏi mình là có muốn đổ sang cỡ lớn không. Thì bây giờ vừa để cho đồng nhất ấy, định nghĩa biến không rõ ràng là độ xì ngầu nhé. Đi so cái bê soda cỡ lớn so với soda cỡ nhỏ là không ổn. Ở đây bây giờ dùng cỡ gì đấy? Nghe cỡ vừa. Cỡ trung bình. Đấy nặng chuẩn, như nhau hết. Đúng không? Không có chỗ nào mà khác cái chuẩn đâu. Tiếp. Dạ, tiếp theo là mình sẽ tập trung vào cái tỷ lệ của người gốc Phi. Theo khu vực địa lý. Ví dụ như là phường 13 này thì tỷ lệ là bao nhiêu, phường 12 tỷ lệ bao nhiêu, phường Thủ Đức thì về phường này phường kia tỷ lệ bao nhiêu, là khác nhau tên, đúng không? Yeah. Rồi. Và cái biến thứ ba là cái income, đó là thu nhập của gia đình, của hộ gia đình. Thu nhập trung bình. Bạn nào nói trung bình? Thu nhập trung vị. Trung bình. Nếu mà các bạn đưa cái trung bình vào đây là hỏng hết luôn đấy. Cũng mất công thu thập rồi nhưng mà đưa trung bình vào là tất đi luôn đấy. Nhưng mà trung bình vào phát là tự nhiên là nó sáng cả bản nghiên cứu luôn. Sang một đẳng cấp hoàn toàn mới. Tại vì vừa thầy bữa trước này nói rồi, 5% dân số toàn cầu mà chiếm tổng tài sản 95% tài sản toàn thế giới. Thế nên trung bình không có ý nghĩa gì hết. Còn trung vị thì khác nhỉ. Trung vị nó sẽ triệt tiêu các cái trường hợp cá biệt đi. Ví dụ như bữa trước này nói là mình biết một mình ông chia cho dân của toàn cái phường 17 này này. Đấy thì nó thành ra tài sản trung bình của người dân của cái phường này gấp cả hàng ngàn lần so với các cái quốc gia phát triển nhất trên thế giới thì không ổn. Đó, thế cái trung vị này là thầy nghĩ đây là một cái sự mình mà học hỏi được vào các nghiên cứu tương tự để làm thành công. Đặt đến thu nhập và tài sản, anh nghĩ đến trung bình. Ngày xưa thầy có một coi một cái phần phát biểu của cái bà Phạm gì đấy, Phạm Chi Nam gì đấy. Ngày xưa là phó của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam ấy. Đó, ông bà ấy sang làm cái ban tư vấn của Thủ tướng ấy. Bà bảo là thu nhập bình quân đầu người thì không nói đến được cái chuyện gì. Không nói đến được cái việc gì, cái giá trị trung bình ấy. Nên có vẻ như thầy đang bế tắc về cái đơn vị đo lường. Chắc là chưa nghĩ ra trung vị chăng? Hay là chưa phê phán cái giá trị trung bình? Ok không? Trung vị đã giải quyết được chuyện nào? Rồi. Ngoài ra thì ở đây thì có một cái biến nữa mình cần chú ý là mình có sử dụng trong bài, đó là tỷ lệ nghèo đói. Cái này là biến của tỷ lệ nghèo đói thì mình sẽ có sử dụng sau ở trong bài. Dạ. Nhưng mà thu thập theo như nào? Dạ là theo thu thập đồng hộ hay là thu thập khu vực. Hả? Dạ thu thập theo khu vực. Chính xác, khu vực. Đó. Chính xác. Rồi. Ví dụ như phường này thì tỷ lệ hộ nghèo là 30%. Phường bên cạnh là 30% kiểu thế nha. Thế các bạn có thực hiện được cái nghiên cứu này trong các cái bối cảnh khác không? Rất khả thi như thế này đúng không nhỉ? Yeah.
tỷ lệ hộ nghèo thì lấy từ cái phòng lao động thương binh xã hội của từng quận đã có nhờ chiết xuất ra, rồi tỷ lệ ở Việt Nam chắc nghiên cứu là có phân biệt đối xử với cái người các cái dân tộc khác hay không. Thì lên các cái tỉnh như ngày xưa này ở bên trên Đà Lạt ấy, thì là chỉ thấy Tết này mới thấy người dân tộc xuất hiện đấy thôi, thử xem là có sự phân biệt đối xử không. Nhưng mà chính sách của mình thì rất ưu đãi cho người dân tộc này. Ví dụ như thầy thấy là bên bệnh viện tỉnh Lâm Đồng là miễn phí toàn bộ chi phí chữa bệnh cho người các bản đồng bào dân tộc mình, thế của mình đúng không? Cộng điểm đấy hả? Ừ. Cái đấy thì cũng đúng rồi. Rồi tiếp. Dạ, bên đây là những cái mẫu mà các bạn nhìn cái bộ data này nó đồ sộ không? Không phải đơn giản thực hiện nghiên cứu kiểu này. Thật kiểu biến các mình bây giờ mới chỉ nghiên cứu vài biến đèo đèo thôi. Vậy là có bao nhiêu vùng địa lý? 410. 410 đó. Rồi, 410 hạt ba vùng ba của Mỹ nó ngang nước mình nhỉ? Rồi, rồi giải thích với cái đấy xem. Ở đây hồi nãy là ví dụ lấy cái miếng cái mẫu thứ 410 thì cục A sẽ là tỷ giá của soda cỡ trung bình và cỡ trung bình. Bây giờ nó chỉ đo được giá soda thôi, nhưng mà các bạn hãy nghĩ đến đo một cái loại một cái bánh của McDonald's, cái loại là bánh hamburger cỡ lớn chẳng hạn cũng được nhá. Kiểu gì cũng được. Thêm một cái thêm cái đo đường nữa, hiện đây chỉ nói cái cái nước thôi hả? Đây chỉ đo được với nước phân biệt giá là cái nước soda hay không? Tiếp theo là ở cục B này là đang nói về cái tỷ lệ người dân gốc Phi. Đây là cho thầy khu vực địa lý số 400 thì nó như nào? Dạ, còn địa lý số thứ 400. Dạ thưa thầy, sẽ là 0.022 0.022 4595. Đâu? Dạ đây. Nghe đây. Ờ. 4585 0.022 4585. Đấy, phần trăm người gốc Phi hả? Dạ. Rồi giờ dịch lên xem nào, có xem là có cái khu vực nào tỷ lệ cao. Lên trên. Cái này nó đến tận các bạn nhìn thấy cái này không? Cái này nó lên đến bao nhiêu ta? Gần 19% này. Cái này 12. Rồi tiếp thì sao? Chỗ nào tập trung nhiều người gốc Phi không? Đâu? 328 hả? Dạ, 0 phẩy... đến 22, gần 24% rồi. Chỗ nào 1/4 rồi. Gì cơ? Các bạn thấy không, cái việc phân biệt đối xử của Mỹ vẫn còn rất là này không? Người da trắng mà vi phạm này kia nó chưa động cái súng đâu, nhưng mà người da đen nó chơi súng rồi. Bắn chết mẹ này chả. Chứ còn người da trắng thì chưa đến mức can thiệp kiểu đó. Nào. Đây cái này 56%. Còn cái đây, chỗ này thì không tuyệt đối là gần như là người mẫu chỗ này để xem giá này. Có cái 0.98 ấy. Cái 98 là phải coi. Dạ đây em đang tụ. Dạ thì đợi em xíu. Dạ đây ở cái đây 0.981657. Em đang tụ ở cái cục V. Rồi. Rồi được. Còn biết nào?
Dạ là biến về thu nhập trung vị của hộ gia đình thì ở đây là cái cột AA là 41.429 là ở khu vực cao nhất, hồi nãy mình tính là có tỷ lệ người da đen cao nhất thì có thu nhập là 41.429. Vậy thì em qua bài để em làm. Tiêu rõ ràng, vậy sau làm video cho cả lớp về học tập để nói rõ làm cái chuyện đó để làm cái gì, bắt đầu mình mới đầu tiên thì mình đang xuất dữ liệu của cái Dream, cái bản của Dream truy xuất file. Tiếp theo là vì câu hỏi là giá trị trung bình của tỷ lệ người gốc Phi, nên là mình sẽ sử dụng cái hàm này. Thì ở đây mọi người có thể thấy là ở chỗ min thì nó sẽ là 0%, còn ở chỗ max nó sẽ là 0,98166, thì nó đặt chồng là 98,166%, là cái khu vực đó là có cỡ 98,166% là người gốc Phi, còn có một khu vực là hoàn toàn không có người gốc Phi nào hết. Cái min ở đây chính là tỷ lệ trung bình của người da đen, gọi tỷ lệ trung bình của người gốc Phi, thì nó sẽ là tỷ lệ trung bình, nó sẽ tính ra được là 11,349% là cái min. Tiếp theo mình còn một cái biến nữa, đó là thu nhập, thì mình cũng làm tương tự như cái ở trên. Thì tương tự như cái tỷ lệ của người gốc Phi, ở đây min của cái biến income đó là 15.919 đô. Cái max của income sẽ là 136.500. Các bạn thấy không? Có vấn đề về khoảng cách thu nhập có lớn không? Có cái khu vực kìa. Chỉ có 15.919 đó, chưa được 16.000, kia thì có khu vực thì 136.000, thấy chưa? Và tỷ lệ trung bình ở cái này đưa ra được đó chính là tỷ lệ trung bình của thu nhập là 47.054. Thì tiếp đến là về cái xét mô hình giải thích soda và biên soda theo tỷ lệ người gốc Phi và thu nhập trung vị, thì ở đây đầu tiên là mình sẽ xuất chú ý là cái này là đang đo bằng trung vị, cái nguyên cái income này thôi đã đo bằng trung vị rồi, mà nó đã ra cái con số nó chênh lệch từ các cái khu vực kinh khủng như này rồi, chưa dùng giá trị trung bình nhé. Nguyên cái income này ta đo bằng bằng trung vị rồi đấy,
Cái này là giá trị trung bình đây này, là giá trị trung bình này, chứ không phải là trung bình đâu nha. Nên con thấy tính trung bình cái này, con thấy cái con khủng là cỡ nào. Đây em đây. Thì ở đây mọi người có thể thấy được một cái phương trình. Nếu mà mình ghi cái phương trình thì em ghi lên bảng hay là ghi lên đây? Ghi đây. Thì ở đây mình sẽ có một cái mô hình hồi nguyên. Ở đây đầu tiên là dựa vào cái kết quả, ở đây mình sẽ có beta không là beta không h, beta không h sẽ là 9,563 thì mình đổi ra là 0,956 cộng cho cái ở đằng sau. Mọi người có thể nhìn ở đằng sau thì nó đều có cái mũ trừ 01 trừ 06. Thì khi mà đưa vô phương trình mình sẽ đổi lại. Ví dụ ở đây là 1 đến 15 thì đưa lên phương trình sẽ là 0,115. Tương tự ở đây là trừ 6 nên là khi mà lên phương trình á thì mình sẽ là 0,5 xuống 0 rồi 16. Thì rồi sau đó mình thêm những cái biến như là cái phương trình mình đã ghi ở trên đó. Đó là xong cái mô hình hồi quy ước lượng dạng thông thường. Thì nó có hỏi R square rồi. Tiếp đến mình sẽ tính R square và cỡ mẫu của nó. Thì ở đây mình có R square là ở đây 0,06422. Còn cái cỡ mẫu là do ở cái khảo sát này có một số là mình chưa có kiếm được, không đủ dữ liệu nên là nó sẽ để trống. Nên nếu mà cỡ mẫu thì mình phải làm thêm một bước nữa để ra số cỡ mẫu chính xác và có số liệu. Vẫn kịp không? Có khu vực địa lý thì thu được cái giá pi soda. Nhưng có nơi thì không thu được dữ liệu được cái proportion converting thì coi như cái đấy bỏ. Khu vực địa lý đấy bỏ. Còn có khu vực thì thu được pi soda nhưng thì không thu được cái gọi là gì đấy proportion black ấy, thì cũng bỏ luôn. Đó, thế là nó chỉ còn lần kia thôi. Thì chung không? Đó. Như hồi nãy mọi người có thể thấy là mình có 410 cỡ mẫu. Nhưng mà vì lý do là không thu được dữ liệu như vậy nên là bây giờ mình chỉ có 401 cỡ mẫu thôi. Thì nếu cái này xét về khía cạnh kinh tế. Câu hỏi tiếp theo là xét về khía cạnh kinh tế. Thì đầu tiên là ý nghĩa của hệ số hồi quy biến tỷ lệ người gốc Phi. Thì
cái ý nghĩa này sẽ là nếu mà hệ số biến của tỷ lệ người gốc Phi tăng 100% thì giá của soda ước lượng sẽ tăng, mọi người lấy nhân lên sẽ là 0,115. Đây, đây là mà mọi người sẽ lấy con số này nhân lên cho 10%, nó sẽ ra là 1,15, thì tương đương nếu mà đổi ra thì sẽ là khoảng 1,2 cent. Cái này có cần ghi lại không? Bây giờ em ghi này, thứ nhất là ghi cỡ mở 4.1 R square này, sau đó ghi cái phần công giải thích của em. Thầy bảo các bạn là khi mà học xong môn này thì có thể giải thích được các số, tất cả các số trong phần summary kia đi. Đúng không? Bữa trước là tôi giải thích được về cái số này thôi chị. Đúng không? Số này là 1 này, 2, 3 này. Đấy cái gì nữa? Đây là cái hệ số là beta 0H này, beta 1H, beta 2H này giải thích rồi. Cái gì nữa? Bữa trước giải thích được cái gì rồi nữa? Hả? Đó. Nhưng mà hôm nay sẽ giải thích thêm cái phần này. L square hiệu chỉnh. Tâm em suy nghĩ nhé, L square hiệu chỉnh là gì? Tại sao lại có L square rồi mà hiệu chỉnh được để làm cái gì? Cũng giống như là vì sao có phương sai rồi còn tính độ định chuẩn để làm cái gì? Cũng giống như là đã có nhiều phương sai rồi còn tính hệ số tương quan để làm cái gì? Thì cái tư duy cũng như thế. Đúng rồi, nếu mà khu vực mà có
một khu vực mà không có người gốc Phi và một khu vực 100% người gốc Phi, đây này có cái trường hợp 98% thôi kìa, thì giá soda chênh lệch cho hai khu vực đó thì bao nhiêu, vì sao? Không có người da màu và khu vực có, nhưng mà đây có lẽ khu vực đấy 98% cho làm tròn 100% đi, thì chênh lệch giá một ly soda cỡ vừa hai khu vực đặc biệt đó là bao nhiêu? Giá chênh lệch là 0,015 đô là nó cao. 100%. Không, như thế nó chênh lệch giá một ly soda cỡ vừa ở khu vực mà không có một người da màu nào, tức là tỷ lệ người da màu không 100 và một khu vực 100% là người da màu. Tại vừa nãy có trường hợp 98 mà đúng không? Cho là tròn 100 đi. Thì giá hai khu vực đó của ly soda cỡ vừa chênh lệch giá bao nhiêu ấy? Là 1,5 đô nhân 100 là 1,5. Vâng, rồi Yến, em có phản hồi gì và trả lời bạn không? Dạ thưa thầy, là nó sẽ là 0, theo như tìm hiểu là 0,0115. Không có 0%, 100%. Là theo em thì câu của bạn đúng, nếu mà là, tại vì bạn cái mức là giá sẽ cao hơn. Thì có nghĩa là nếu mà có cái số này ra nhưng mà có đến 1 feet, em bảo 1 feet mấy đô, 1 feet 15, có đến cái đó 100% là chi 100 phải là một chuyển đến đô xem đây này, đơn vị đo này. À, không phải 1,5 đô, đúng rồi, tức là chưa, nó khoảng độ hơn 12 cent đó, chưa đến 1,7 đô đâu, tại vì có đi nước ngọt mà chênh lệch xong nên cả 1 đô thì nhiều quá, hiểu không? Trời. Thì bây giờ cho thầy tên rồi thông tin 3 số cuối. Dạ Hoa vậy. Ừ, bạn Hoa vui bao nhiêu vậy? Dạ. 068 à? Dạ. Dạ. Rồi, để tiếp đi xin ạ. Dạ thưa thầy, thì cái con số mà 0,115 mà thì nó sẽ thể hiện được cái có sự phân biệt đối với người da màu. Nhưng cái câu hỏi nào mà hồi nãy là em đã hỏi là so sánh giữa cái việc mà một khu vực mà toàn là người da màu với một khu vực là không có người da màu, thì con số đó thể hiện là đã có sự phân biệt giữa, có sự phân biệt đối xử với người gốc Phi. Em làm tiếp không ạ? Giờ thầy chỉ muốn nghe cái phần cái là hiệu chỉnh thôi. Kết thúc buổi này làm được việc đó là tốt. Rồi đó, có nghĩa là có phút sai rồi mà vì sao phải tính độ định chuẩn các bạn? Đã nghĩ ra phút sai rồi, định nghĩ ra độ định chuẩn để làm cái gì? Có nghĩa là nếu mà ví dụ như là điểm cái môn kinh tế lượng này, đây tất cả có điểm hết, thì cuối cùng ta tính ra phương sai thì đơn vị của phương sai trong tình huống biến ngẫu nhiên là điểm môn kinh tế lượng thì đơn vị của phương sai là gì? Hả? Điểm bình phương đó, một đơn vị thầy thầy gọi là rất là kỳ cục. Thế nên là nó phải nghĩ ra cái gọi là độ định chuẩn. Độ định chuẩn các độ hai phương sai thì đơn vị nó thành cái gì vậy?
điểm đó, điểm dễ hiểu. Và bữa trước thầy giải thích liên quan cái hiểu không sai ấy, thì như nào? Nếu mà đơn vị đo được một đô khác, đo được Việt Nam đồng khác, làm cho cái giá trị thường không sai như nào? Nếu là rất nhiều, nó phụ thuộc vào đơn vị đo được của biến. Nhưng mà chuyển sang hệ số tương quan thì tao chấp mày luôn. Mày đo được kiểu gì tao co lại ở giá trị trừ 1 đến 1. Thấy chưa không? Thế còn cái này cũng thế, cái này là như thế nào? Vì sao đã có cái R square rồi? Mày nghĩ ra cái R square hiệu chỉnh làm gì? Vì sao phải cần như thế? Tại chắc phải có lý do chứ nhỉ? Phải có lý do chứ? Cho cái này rồi tính ra R square hiệu chỉnh. Thầy bảo là thôi cái này thì chắc cũng chẳng cần tính. Tại vì là cái này toán cấp 2 thì ai kiểm tra tính toán cấp 2 làm gì? Ăn thua là phải hiểu được cái ý nghĩa của thằng này rồi. Nhá. Ý nghĩa của thằng này thôi. Chứ còn có công thức mà ráp từ cái này sang cái này thì tính cái đấy thì chẳng có ý nghĩa gì hết á. Thầy không kiểm tra kiểu đó. Thầy đang có hỏi là cái R square này hiệu chỉnh là vì sao phải cần nó và là quan trọng. Dạ, R square hiệu chỉnh là một phép đo độ thích hợp tốt hơn, bởi vì nó cho phép đánh đổi giữa việc tăng R square và giảm một tỷ đô. Dạ, chỉ số này phản ánh độ giải thích của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc trong mô hình hồng quy. Được khoảng độ 5%. Thời tâm lên cái bảng em viết lại câu của em đi để thầy góp ý cái bảng đó. Để mai sau có phần quay màn hình nó cho cả lớp người ta ôn tập cho nó chính xác. Chú ý nhé, thầy chỉ nhắc một lần, không nhắc lần hai đâu. Cái này sẽ được hỏi nhiều lần trong đủ các kiểu về sau. Rồi bây giờ này, cái này là chắc là sách dịch cho để kiểm tra bản gốc tiếng Anh. Chắc là thì chỉnh lại một chút. Cái này thì R square hiệu chỉnh là một cái phép đo thích hợp hơn đi, bỏ chế độ đi. Thích hợp hơn đi. Bởi vì nó cho phép đánh đổi giữa việc tăng R bình và giảm bậc tự do. Và chú ý bậc tự do là cái này này, degrees of freedom này. Và bậc tự do được xác định bằng cái số quan sát. Số quan sát là bao nhiêu đấy các bạn? Trừ đi số biến, biến của mình là mấy? Mấy? Ba biến hả, đúng không? Đây là ba biến, 1, 2 là cái biến phụ thuộc đấy. Đó. Tuy nhiên thì cũng không cần phải biết phức tạp này đâu. Các bạn chỉ cần nhớ cái cục này là tốt này. Đấy cái đỏ tôm này, tô nháy nháy đây. R bình điều chỉnh là phép đo thích hợp hơn. Dẫn đây. Đây. Và ở trên LV là R bình giải thích ý nghĩa chuyện gì cái này. Tại R bình hiệu chỉnh thì cũng có như thế đâu. R bình ý nghĩa là nó là như nào nhỉ? Giải thích cái gì? Cho biết cái gì kìa các bạn? Cho biết cái mô hình hồi quy ước lượng này, mô hình này. Cho biết mô hình hồi quy ước lượng. Giải thích được bao nhiêu
thích được bao nhiêu sự khác biệt về tea soda, đúng không? Vì sao cái khu vực này là giá này, khu vực kia giá kia? Thì cái mô hình của mình nó giải thích được chuyện đó, và nó giải thích thông qua mấy biến các bạn. Hai biến độc lập được không? Nhá. Rồi. Thế thì cái R bình hiệu chỉnh này thì cũng như thế nhé. Cũng là cho biết là mô hình của quy ước lượng giải thích được bao nhiêu sự khác biệt về pi soda, nhưng mà nó tốt hơn. Tốt hơn cái R bình này. Vì sao? Vì lý do sau đây. Thì lý do nhé, chú ý nhé, thầy quan trọng cái chữ lý do này, nó dễ hiểu hơn, biết kiểu này. Thì lý do là khi mà bổ sung càng nhiều biến vào đây này. Ở đây như ngày xưa thì Hồ Quý Đơn có một biến đi. Bây giờ bộ thì có thêm biến nữa hoặc là nhiều biến nữa. Nhưng mà cái R bình này được tính dựa trên một cái công thức mà khi mà càng thêm nhiều biến này vào ấy, càng nhiều biến độc lập vào này vào ấy, thì nó có một hiện tượng gọi là gì? Nó có xu hướng phóng đại cái này cái mức độ giải thích này. Đưa càng nhiều biến động lập vào thì làm cho cái bình nó có xu hướng là phóng đại quá mức, hay là mình có thể dùng gọi là gì, over estimation, đó, phóng đại quá. Và chính vì thế nên là nó có một công thức hiệu chuyển từ R bình sang R bình hiệu chỉnh, nó có thông qua một công thức đó, cái giáp số như toán cấp 2, thì nó sẽ kiểm soát cái việc là đưa nhiều biến, mà càng đưa nhiều biến thì cái R bình này càng tăng nhé, và tăng quá với thực tế về mức độ giải thích của nó. Vì thế nên nó phải có dùng R bình hiệu chỉnh. Thầy nói như thế một lần các bạn có bắt kịp không? Hả? Đủ kỹ chưa? Đó. Nhưng mà phải tiêu hóa được, nói lại nó thì bắt đầu mới thành của các bạn. À, giảm bậc tự do có nghĩa là sao? Tăng số biến thế này, đúng không? Hiểu chưa? Càng nhiều biến thì bậc tự do càng giảm cái gì? Tại vì bậc tự do được xác định bằng số quan sát thôi, chia cho số biến. Thầy sẽ đặt theo cách khác nó dễ hiểu hơn cái ngôn ngữ sách vở đó. Hiểu chưa không? Đấy này. Đánh đổi thì việc tăng R bình và giảm bậc tự do, giảm bậc tự do tức là tăng số biến, số biến động là vào đấy, đúng không? Rồi. Đấy chưa? Bây giờ tập em nói lại một lần nữa cái ý của thầy sẽ cho dành mạch tiêu hóa được. Thank you.